Helen Thanh Thảo là hot girl đời đầu của thế hệ trẻ những năm 2010. Cô cũng từng được rộng rãi biết đến là tình cũ anh trai Bảo Thi và hiện tại là bạn gái của trung vệ Việt Kiều. Helen Thanh Thảo tên thật Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1990, là một hot girl nổi tiếng xinh đẹp. Ngoài vóc dáng gần như hoàn hảo, cô nàng còn được biết đến với phong cách gợi cảm, quyến rũ. Bên cạnh đó, Helen cũng được cộng đồng mạng chú ý bởi gương mặt xinh như búp bê và được đánh giá là một trong những nàng wax đẹp nhất của giới cầu thủ Việt Nam. Ở tuổi 34, Helen Thanh Thảo được nhận xét sắc vóc ngày càng thăng hạng, đặc biệt là vòng 3 siêu khủng. Tất cả là nhờ kết thân với bộ môn gym cùng chế độ ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Được biết, cô thường chú trọng nhất là luyện tập phần thân dưới. Ngoài gym, nàng wax 9X còn ưa thích hoạt động leo núi nhân tạo. Phong cách thời trang của Helen Thanh Thảo cũng được cư dân mạng đánh giá cao. Dù không cần phải ăn mặc quá hở hang, bạn gái của trung vệ Smith vẫn khiến mọi người đứng ngồi không yên bởi vẻ gợi cảm khó cưỡng. Lật lại quá khứ một chút, nàng hot girl từng có cuộc sống khá kín tiếng, thậm chí xuất hiện nhiều đồn đoán là đã từng kết hôn nhưng sau đó đã chia tay chồng. Cho đến khi hẹn hò với thiếu gia Thế Bảo, anh trai ca sĩ Bảo Thi, Helen Thanh Thảo mới được nhiều người biết đến. Còn nhớ khoảng thời gian hai người còn mặn nồng, dù ít khi xuất hiện cùng nhau nhưng cái tên Helen Thanh Thảo cũng tạo nên sự chú ý. Một phần vì được xem là chị dâu tương lai của công chúa bong bóng, một phần nhờ vào vẻ bề ngoài quá thu hút với nhan sắc được cộng đồng mạng đánh giá là xinh như búp bê, không thua kém bất kỳ nữ nghệ sĩ nào dù cô nàng không tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Không lâu sau đó, hot girl thành phố Hoa Phượng Đỏ bắt đầu dấn thân làm người mẫu ảnh và cũng gặt hái được không ít sự chú ý cũng như là nhiều lời khen có cánh. Trang cá nhân của cô bắt đầu thu hút kha khá người theo dõi, mỗi bức ảnh đều không dưới 1.000 lượt like. Tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ này, Helen Thanh Thảo cũng nhanh chóng bắt tay vào làm kinh doanh. Cụ thể cô nàng đã buôn bán online trên mạng xã hội từ mỹ phẩm cho đến quần áo, phụ kiện, nước hoa. Kinh doanh khá thành công, Thanh Thảo nghiễm nhiên được xem là một trong những hot girl tiên phong trong trào lưu kinh doanh online trên mạng xã hội, được rất nhiều người bắt chước theo cho tới thời điểm hiện tại. Sau thời gian đó, mối tình của hot girl 9X và anh trai Bảo Thi bất ngờ chấm dứt, đường ai nấy đi. Nếu chàng thiếu gia tiếp tục gây bão giới truyền thông khi lao vào nhiều mối tình cùng những cô nàng xinh đẹp khác, thì trái lại chuyện tình cảm của Helen Thanh Thảo kín tiếng từ đây. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng vẫn cứ tiếp tục kinh doanh online, ra mắt dòng mỹ phẩm riêng, mở thêm một trung tâm spa tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh của mình, nào là quần áo túi sách đắt tiền, cho đến những chuyến du lịch hạng sang ở nước ngoài. Người ta còn phát hiện ra, nhan sắc của Helen Thanh Thảo hậu chia tay Thế Bảo có nhiều đổi khác so với khi trước. Cụ thể, gương mặt thon gọn thanh tú, mắt mũi đẹp và đôi môi cũng quyến rũ hơn. Chính vì vậy, hot girl 9X còn được cho là đã nhờ tới sự can thiệp của Giao Kéo mới có màn lột xác ngỡ ngàng đến thế. Cứ ngỡ nàng này sẽ chọn kín tiếng mãi mãi sau một chuyện tình quá ồn ào để cứ tiếp tục buôn bán và tận hưởng cuộc sống riêng của mình. Nhưng không, năm 2017, cái tên Helen Thanh Thảo lại một lần nữa gây bão trên mạng xã hội khi loạt tin nhắn quăng lưới cặp kè và mồi chài tiền bạc nhiều đại gia được cho là của cô nàng bị tung ra. Số tiền mà Thanh Thảo xin cũng không nhỏ, lên đến tận 5.000 đô la Mỹ. Thậm chí trong những ảnh chụp màn hình bóc mẽ còn có một đoạn hội thoại gây chú ý, chị không rảnh đi tiếp tục mối quan hệ không có lợi cho bản thân. Câu nói này đã khiến biết bao nhiêu người giật mình tự hỏi rằng liệu đây có phải là châm ngôn sống của một bộ phận các cô gái có chút nhan sắc mang danh xưng hot girl hiện nay hay không. Cuối cùng sau những điều tiếng không hay đó thì chính Helen Thanh Thảo cũng đã đăng đàn phản bác trên trang cá nhân nhằm giải độc thông tin và đòi lại danh dự bản thân. Cô nàng cho biết chuyện đặt điều vu khống này mình vốn đã không còn lạ gì, tầm 5-6 năm trước thì còn uất ức đến mức bật khóc, còn bây giờ thì chỉ cần mỉm cười cho qua. Ai thông minh sẽ nhận ra đúng sai phải quấy. Năm 2018, Helen Thanh Thảo lại tiếp tục khiến cộng đồng cư dân mạng, nhất là 500 chị em dậy sóng khi bị tố giật chồng của Meo Meo, một hot girl đời đầu cũng xinh đẹp sang chảnh không hề kém cạnh, thậm chí là hơn. Thông tin này vô tình đã đẩy Thanh Thảo ra khỏi danh xưng cựu bạn gái của anh trai Bảo Thi mà thay vào đó là danh xưng con giáp thứ 13. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định giữ im lặng thay vì lên tiếng đính chính như sự vụ ồn ào năm nào. Ở thời điểm hiện tại, Helen Thanh Thảo được biết đến là bạn gái của trung vệ Việt Kiều, Adriano Smith. Tuy nhiên, mới đây cả hai vướng nghi vấn đường ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò. Theo đó, netizen phát hiện trên trang cá nhân của nàng mẫu 9X đã không còn ảnh chụp chung với người yêu. Phía Adriano Smith cũng không giữ lại bất kỳ ảnh nào có sự hiện diện của Helen Thanh Thảo. Chuyện tình của Adriano Smith và Helen Thanh Thảo được công chúng quan tâm khi tháng 6 năm 2023, cặp đôi chia sẻ hình ảnh chụp chung với nhau kèm theo dòng kỷ niệm một năm hẹn hò. Từ đó, dân mạng suy đoán cả hai đã yêu nhau từ năm 2022 nhưng bấy lâu vẫn không chia sẻ chuyện riêng tư.